phần khoai tây của anh chị với lại hai phần nước là 100 ngàn. Cái nước kêu như vậy nè, anh coi là nó lợn cợn như vậy. Làm sao mà người ta uống được? Làm sao mà uống rồi làm sao em tính tiền của cho chị được vậy hả em? Dạ cái này là cà phê á chị. Em không chịu uống mà anh uống sao được? Bây giờ chị không trả tiền đó. Bây giờ nếu như còn em muốn nữa, đi theo lên chị, mình cùng nhau đi lên phường. Lên phường giải quyết. À, muốn trả tiền gì lên đó rồi chị trả. Chị ơi, anh... không, đừng có anh chị. Anh chị ơi, không có anh chị gì hết. Anh chị với chớ em. Hà Trí xin chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình 1 giờ hoán đổi. Thưa quý vị, chương trình 1 giờ hoán đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Vali Valo túi sách cao cấp Sacos. Thưa quý vị, cứ mỗi lần đồng hành cùng chương trình thì Trinh có cảm giác như là mình lại có thêm một kỹ năng mới, những kiến thức cơ bản về một ngành nghề mới. Đôi khi chúng ta có thể hóa thân thành chính nhân vật để giải quyết tình huống, nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần lắng lòng lại và nghe những trăn trở khó khăn của người đối diện để biết cách cư xử và những thái độ được điều chỉnh để mọi người luôn được hợp tác và thấu hiểu với nhau hơn. Và đồng hành với chương trình sẽ luôn là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào chị Tô Nhi A. Xin chào Hà Trinh và rất vui được gặp lại quý vị khán giả của 1 giờ hoán đổi. Dạ, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện những khó khăn, những thăng trầm khi làm nghề tiếp tân hay là phục vụ. Và xin được chào đón quản lý một quán cà phê, đó chính là anh Thành Tâm. Xin chào anh Thành Tâm ạ. À, chào Lưu Hà Trinh, chào chị Tô Nhi A. Xin chào quý vị khán giả của chương trình 1 giờ hoán đổi. Mình là Thành Tâm, hiện tại mình đang là quản lý của một quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hiện tại với công việc là quản lý á, Trinh nghĩ anh cũng đã từng đi qua rất là nhiều những tháng năm mình trải nghiệm với nghề phục vụ phải không ạ? Đúng rồi ạ. Anh nghĩ gì về công việc này? Thật ra thì công việc phục vụ nó so với mọi người nghĩ thì nó là một công việc căn bản. Thường thì sẽ dành cho những bạn học sinh, sinh viên, nghĩa là những bạn có thời gian rảnh và họ vừa đi học vừa đi làm. Thì cái phần thời gian rảnh đó họ đi làm để họ kiếm được chi phí giúp đỡ gia đình, có nghĩa là họ tự chi tiêu cho bản thân. Thì đương nhiên khi đi học đi làm thì nó sẽ có những cái khúc mắc, ví dụ như đi làm nhiều quá thì không có thời gian đi học. Mà nếu tập trung đi học không đi làm thì đôi khi có những cái chi phí họ cần trang trải cho bản thân thì lại alo gọi về cho ba mẹ, thì đôi khi họ cũng cảm thấy hơi áy náy một tí. Cho nên là họ sẽ bỏ cái thời gian ra để đi làm để họ trang trải thêm. Thì tại vì các bạn mới bước ra khỏi gia đình để đi học thì các bạn tập đi làm thì đương nhiên nó sẽ có những khó khăn, ví dụ như không biết là mình làm công việc đó nó như thế nào. Rồi ra ngoài làm thì mình là người mới thì các bạn sẽ dễ bị tâm lý là người ta khinh thường, có nghĩa là bạn chưa có kinh nghiệm, chưa có khả năng làm thì cái cách hoàn thành công việc đó đôi khi nó lại trúc trắc hơn. Thì khi làm không tốt thì đương nhiên công việc đó sẽ bị mất đó. Tại vì mình trẻ quá thì người ta đòi hỏi mình có những cái kinh nghiệm xử lý nó ổn hơn thì mình làm không được. Yeah. Thì tại vì nó là công việc căn bản cho nên là cái việc mà thay ra thay vào nó rất là đơn giản. Nên là để các bạn giữ được công việc đó thì đôi khi các bạn cũng phải nỗ lực nhiều. Yeah. Nghe có vẻ khó nha. Nhưng mà Tâm với lại Trinh biết không? Tại vì đây là một công việc giống như là Tâm chia sẻ đó, sẽ thu hút rất là nhiều những bạn học sinh, sinh viên lựa chọn để làm một cái công việc part time, một cái công việc bán thời gian rất là phù hợp. Yeah. Nhưng trong diễn biến song song đó thì nó có một câu chuyện là sinh viên của chị rất mê đi làm. Yeah. Nhưng không phải vì cơm áo gạo tiền. Chúng ta sẽ có những cái bạn mà vốn là nhà không có gì ngoài tiền với điều kiện, cho nên cái câu chuyện là đi làm để trang trải cuộc sống nó không phải là mục tiêu. Nhưng các bạn vẫn mê đi làm phục vụ. Và một trong những lý do các bạn nói là bởi vì cái nghề này nó thú vị lắm cô. Chị bắt đầu quan tâm là cái gì nó là thú vị, cái sự thú vị của nghề nó là cái gì, đến mức mà có nhiều bạn cảm thấy là em thích theo đuổi cái loại hình công việc này mặc dù không phải là vấn đề về thu nhập. Thì nếu mà chị nói thú vị thì thật ra là công việc nào nó cũng có cái thú vị riêng của nó. Chỉ là công việc đó có hợp với cái tính cách của cái người chọn công việc đó hay không. Thì bên phục vụ thì đa số, nói chung là về dịch vụ thì nó sẽ thiên về cái việc giao tiếp. Dạ, bản chất của ngành dịch vụ chính người mười ý. Vậy thì cái điều gì đó, cái sự thú vị chấm hỏi mà tại sao tất cả những người bạn thanh xuân mà chúng ta quen biết đều đã có kinh nghiệm một đôi lần làm nhiều cái công việc khác nhau trong việc phục vụ, có thể là quán gà rán, có thể là quán lẩu, có thể là quán trà sữa, cũng có đôi khi là quán cà phê. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi sâu vào câu chuyện ngày hôm nay để biết được những cái trải nghiệm thú vị đó là gì. Xin mời mọi người sẽ đến với chuyên mục Góc Nhìn, nhưng trước hết hãy cùng người dây lao trong ít phút. Chào
mừng quý vị đang cùng quay trở lại với Một Giờ Hoán Đổi. Chuyên mục Góc Nhìn ngày hôm nay, mọi người hãy cùng làm quen với Trần Phước Thiện, một chàng trai trẻ, và tin rằng là mình có thể dễ dàng hoán đổi và nhập vai vào việc là trở thành một người phục vụ để có thể gặp gỡ, trò chuyện với những khách hàng khó tính như thế nào. Xin mời chúng ta làm quen với bạn ấy trước nha. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Trần Phước Thiện. Công việc hiện tại của mình đang là một diễn viên lồng tiếng. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi được đến đây và tham gia chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Câu chuyện ngày hôm nay mình đến đây để mình chia sẻ và mình hóa thân vào đó là một người nhân viên phục vụ. Thì trước đây do mình có một cái buổi đi cà phê với bạn mình vào dịp cuối tuần, thì lúc đó mình có gặp một câu chuyện là một bạn nhân viên phục vụ khi mà đang phục vụ các cái bàn ở trong quán thì bất chợt có một người khách gọi bạn đó tới và nói với bạn đó rằng là ở trong ly có một cái con gián, và bạn này thực sự là bạn không biết xử lý tình huống như thế nào. Và khi mình thấy cái tình huống đó thì mình thấy là cái nghề nhân viên phục vụ này thật sự nó là một cái nghề mà phải nói là làm dâu trăm họ, phải đi giải quyết những cái tình huống mà mỗi ngày xảy ra với bản thân mình. Và thật sự là ngày hôm nay mình rất vui khi được đến đây để hóa thân vào một cái người nhân viên phục vụ để biết được những cái khó khăn, những cái trắc trở của các bạn khi mà làm công việc này như thế nào. Dạ, đó là những cái ánh nhìn đầu tiên về Phước Thiện. Bạn ấy một bạn tràn đầy sức sống, rất là khỏe, trẻ, ngập tràn năng lượng. Như thế là đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một phục vụ lý tưởng rồi, đúng không? Dạ đúng ạ. Dạ. Thường thì các bạn mới vào làm thì các bạn sẽ hơi e dè, nhưng mà khi làm được một khoảng thời gian, các bạn quen việc rồi thì các bạn sẽ tìm thấy được cái sự tự tin và các bạn cảm thấy hào hứng trong công việc của mình. Dạ, chị Tonya không biết có bao giờ mà chị thấy những video clip về cái sự phục vụ quá quá tốt đến mức là người ta yêu luôn cái thương hiệu đó không? Em đó. Từng đi ăn lẩu nha chị, chỉ cần em ngồi xuống một cái thôi, tóc em mà xà xuống là chị yêu ơi, đây là đồ cột tóc. Ủa em thấy kính của chị bẩn quá, đây chính là khăn lau. À, con của chị quấy à? Không sao, em sẽ bế bé đi 8 vòng cho chị ăn. Và từ đó người ta chia sẻ với nhau rằng là cái quán lẩu đó rất là tốt. Các bạn nó phục vụ từ 100 cái chi nhánh khác nhau đều dễ thương như vậy hết, về ấy như là về nhà. Và mình nghĩ rằng là thật sự nếu mà mình có được một đội ngũ phục vụ tốt, yêu thương khách hàng như chính mình, và mặc dù có những cái chuyện phàn nàn nó không tránh khỏi, họ vẫn xử lý tốt như vậy á, hẳn là sẽ mang lại thật nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Và bản thân của cái người được đào tạo đi trở thành một người phục vụ tốt, họ cũng có rất nhiều kỹ năng giao tiếp và đọc thấu lòng người, phải không chị? Thực ra thì đúng, những cái giai thoại về việc là phục vụ tốt và người ta yêu thương hiệu là có thật. Và thật sự thì cũng không phải là một quán lẩu cụ thể đâu, mà nguyên tắc của việc vận hành kinh doanh là như vậy. Một thương hiệu, cái sự lớn mạnh của nó đến từ cái người thuộc về thương hiệu đó. Chúng ta không thể tự nhiên có một cái thương hiệu tốt mơ hồ được. Một thương hiệu tốt nó đến từ những con người làm việc trong cái thương hiệu đó. Thế thì nhân viên phục vụ là một thành phần không thể thiếu, bởi vì họ là cái người trưng trổ những cái điểm mạnh của thương hiệu ra cho người tiêu dùng. Và họ cũng đồng thời là cái người chuyển tải nhu cầu của người tiêu dùng để quay ngược lại cho thương hiệu, để thương hiệu tìm cách khắc phục hoặc là gia cố cái dịch vụ của mình cho nó tốt hơn. Là người phục vụ đó, họ giữ một cái vai trò rất là xương sống cho cái câu chuyện kết nối giữa hai bên, giữa nhà cung ứng và giữa cái người hưởng thụ dịch vụ. Và đồng thời như vậy nên cái yêu cầu của cái người làm về phục vụ á, nó không đơn thuần như là chuyện là tôi khỏe, tôi trẻ, tôi đẹp. Dạ. Hết. Mà ở đó nó còn là cả những cái vấn đề khác thuộc về năng lực của bạn nữa. Ví dụ như là tính kỷ luật nè, ví dụ như là sự bình tĩnh, quản lý cảm xúc tốt nè, sự am hiểu về nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong cái nhóm lĩnh vực mà cái dịch vụ đó nó đang cung cấp. Nói chung là rất là hà khắc. Thì điều này nó bắt đầu giải thích ngược lại là tại sao chúng ta có những cái thương hiệu mà đôi khi họ phải đóng cửa. Một trong những cái lý do tác động rất lớn đó là bởi vì bạn này không có một cái đội ngũ phục vụ tốt. Và bạn bị mất thị phần, đó là chuyện bình thường. Chúng ta phải vui với một loại hình lao động thì chúng ta mới lao động tốt. Và chúng ta đem cái tâm thế đó để chúng ta làm một cái người lao động. Nhưng dĩ nhiên là bạn sẽ phải hiểu rằng là hành trình phía trước nó chông gai lắm. Nó không đơn thuần vậy đâu. Đấy là vui thôi, đừng vui quá. Chứ Thành Tâm biết không, cái chuyện mà con gián xuất hiện trong cái lì tới công chuyện của Trinh đó nha, nếu Trinh là khách hàng là Trinh không có hiền gì đâu. Như ở trong vai trò của Phước Thiện thì bạn ấy nghĩ rằng là Trinh hơi quá đáng, hoặc là người khách hàng đó họ đang làm khó mình. Không tính đến cái trường hợp là Trinh tự bỏ con gián vô để làm tiền đi, thì cái trường hợp mà vấn đề xuất phát con gián hay là con ruồi hay là con bọ hay cái dấu tay hay cái cốc bẩn á, nó có phải là lỗi hoàn toàn của cái người ở trong bếp, và nó có liên quan gì đến cái phần chia trách nhiệm của người phục vụ hay không, và bạn ấy có phải gánh trách nhiệm không? Thực ra khi mà sự việc nào xảy ra ở nơi làm việc á, thì đương nhiên lỗi đó nó hoàn toàn nó sẽ nghiêng hẳn về một bên. Nghĩa là
các bạn phục vụ nếu mà không tự bản thân mình nhắc nhở là mình sẽ phải giữ vệ sinh thì đương nhiên những lúc mà cái tay chân họ bám vào ly, cầm vào ly á, thì đương nhiên nó sẽ hằn cái dấu tay, thì đó là điều đương nhiên. Và chỉ có cái việc đơn giản là khách hàng sẽ biết là chỉ có bạn phục vụ là đem đồ ăn từ trong ra cho mình, cho nên mọi cái sự nghi ngờ đều sẽ nghiêng về phía các bạn phục vụ đó hết. Cho nên là cái việc khi mà nói là lỗi của tại ai thì đương nhiên bản thân của những người làm dịch vụ họ phải nhìn ngược lại là bản thân họ làm chưa tốt, chứ không có nghĩa là họ sẽ phải đi cân đo đong đếm rằng là ai sai. Thì trên phương diện là một bên ngành dịch vụ á, thì đầu tiên nhìn vào thì mình đã phải ở dưới bậc khách hàng một bước rồi, cho nên là những cái gì mâu thuẫn xảy ra thì dù mình thắng hay mình thua trong cái việc trao đổi kiện tụng qua lại hay gì đó thì mình không nên làm như thế rồi. Tại vì mình khách hàng đến để mua dịch vụ của mình thì cái việc xảy ra mình bán cho họ, đương nhiên mình phải cố gắng bán cho cái dịch vụ tốt nhất. Nên những cái lỗi đó xảy ra thì trước tiên mình phải xin lỗi, mình là cái người có lỗi, tại vì mang một cái ấn tượng không đẹp đối với họ. Thì giờ trước tiên mình cái chuyện mà để phân xét ra ai lỗi ai sai thì cái việc đó mình cũng đã có một phần sai, cho nên là mình cứ nhận về trách nhiệm của bên mình, rồi mình cái việc xử lý nội bộ đó là chuyện của quán hoặc là công ty. Còn trước tiên mình phải làm sao để cái mâu thuẫn đó nó trở thành bé mà xé ra to thì nó sẽ càng khó giải quyết hơn. Chung quy là thấy cái tâm thế của bạn Phước Thiện dễ dẫn đến mâu thuẫn đó, bạn hóa thân vào tình huống này. Em cũng nôn lắm, em xem là để coi anh chàng này bình tĩnh ra sao và giải quyết làm sao, có trên cơ khách hàng được không, hay là có tìm được cách khéo léo hơn hay không. Chứ nhìn bạn phục vụ mà bạn kể trong câu chuyện nó tội quá. Tức là dù không phải lỗi mình vẫn phải xin lỗi hoặc là bối rối không biết phải làm sao. Và sau đây chúng ta sẽ để Phước Thiện bước chân vào trong bối cảnh của một quán cà phê để thực hiện thử thách của chính mình, đó là hóa thân thành phục vụ để giải quyết những nhu cầu của khách hàng, và đặc biệt là những khách hàng ôi rồi chúng ta không bao giờ muốn gặp lần thứ hai. Xin mời mọi người sẽ đến với những thử thách éo le dành cho Phước Thiện. Trời. Giỡn là đeo lại cho em nè, giỡn thôi, tại thấy không? Tay mày là ớm quá, đeo những lỏng lẻo luôn hả tìa. Thôi tháo ra luôn đi. À vậy hả? Mua cho em chiếc nhẫn mới, cái hộp phải bự hơn nha. Dạ, vậy đó hả? Con chào chú, chào chị. Gì? Đây chào chú mà chào chị là sao cưng? Sao vô duyên vậy? Dạ, con dẫn chị sướng thiệt luôn á, được ba dẫn đi chơi nữa. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì mà ba? Ê, ra nói chuyện giống như chét hồ, chét keo lên mặt người ta luôn á thiệt á. Dạ. Trời ơi trời, bằng tuổi nhau đó. Dạ, em xin lỗi anh. Trời đất ơi. Dạ. Em mời anh chị gọi nước à. Dạ. Ai, khoan đi. Dạ. Ai mượn tài lanh vậy, chỗ vợ chồng ta đang lãng mạn có kêu phục vụ ra đâu mà đi ra vậy? Đi vô lại, rồi chừng nào rồi kêu ra lại ra. Đi vô lại. Không biết lịch sự chứ. Đi vô lại dạ, đi em. Dạ, xin lỗi anh chị ạ. Đi vô lại đi. Phục vụ. Ra đi. Ra đi em. Sao phục vụ lười biếng quá vậy trời? Dạ. Phải đợi kêu mới ra cưng. Dạ. Lười biếng quá trời. Em mời chị gọi nước à. Kêu nước đi em. Rượu. Gì? Rượu. Rượu. Cho một cái rượu đi. Dạ. Rượu. Em xin lỗi anh chị, bên em là quán cà phê không có rượu ạ. Không có rượu à? Dạ dạ. Kêu cái gì? Dạ bên em có đầy đủ các loại nước luôn á. Đầy đủ các loại nước đúng không? Đầy đủ các loại nước. Dạ. Cho bia đi. Dạ. Không có rượu và không có bia luôn ạ. Vậy sao nói đầy đủ các loại nước? Dạ, thức uống có cồn, quán em không có phục vụ ạ. À vậy em phải nói rõ ràng là ở đây là đầy đủ các loại nước, nhưng mà ngoài rượu với lại thức trừ uống có cồn. Nước uống có cồn. Dạ, dạ. Phải rõ ràng như vậy. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Đúng rồi, rút kinh nghiệm nha em. Dạ. Uống gì nè? Đừng nói uống nhầm ánh mắt của em nha. Ôi. Anh này làm gì đâu mà uống. Cho một cái uống đi. Không có chỗ. Trời đất ơi. Dạ, chào hai chị ạ. Cưng cưng, quán xá mình sao để quýnh lậu quýnh lạo đi vô trong đây vậy cưng? Kệ tụi tôi đi, cái chuyện nó mắc cười quá. Dạ. Sao vậy? Tao nó nói mặc đồ đàng hoàng, mày coi coi, ha, mặc đồ bình thường thôi, mặc đồ bộ thôi. Đồ bộ đây ư? Thì tại vì đồ bộ nhà tao không có kịp khô. Khô gì mà khô, bộ chỗ nào? Mày nói đi. Dạ, anh chị ơi, mình đi chơi mà mình vui vẻ đi anh. Cái này gọi nước đi rồi. Cái này nhiêu tiền vậy? Dạ, anh chị vậy anh? Để đền á. Em cũng hay hỏi mấy câu lắc léo vậy đó quá chị. Mai mốt bớt lại nha Trinh. Dạ. Để anh thấy cái đó đẹp, định hỏi thôi mua đâu. Hỏi nhiêu tiền để anh chị biết không, để chọi qua bên kia mà đền á. Hai chị thông cảm giúp em, tại vì quán em có một cái menu à. Trời ơi em ơi, em ra em in giùm chuyện cái 3-4 cái menu vậy. Dạ. Một cái khoai tây chiên đi. Khoai tây chiên. Dạ. Khoai tây chiên. Dạ, anh chị có gọi nước gì thêm không? Từ từ chứ, từ từ đi, kêu khoai tây xong rồi ra rồi từ từ ta tính ta uống gì ta tính sao. Nhanh đi chú, còn cái menu ở bên bển xong bên này nữa. Dạ, chị em xin lại cái menu.
Tôi đưa bên đó đi. Dạ. Mà sao quán gì có dạ, cái menu trời. Ờ. Cũng gì. Có biết đọc không vậy? Trời. Trời. Em ơi. Gì vậy? Dạ. Gì vậy? Em. Dạ. Ra khảo bản chữ cái giùm cho cái chú giùm chị đi. Trời. Chứ nói chị không biết đọc chị tức lắm. Dạ. Đọc. Đúng rồi, chú đọc cho tôi coi. Dạ. Quê liền đâu có nói được, bớt giận cái gì. Lần sau tiếp những cái người nào mà bình thường nó. Dạ. Cái gì vậy anh? Đóng sớm. Nghiệp, đúng nghiệp. Nghiệp. Anh nói sao nghiệp. Vậy? Cái gì anh? Trời sao vậy? Ơi. Hả? Anh nói sao vậy anh? Hả? Trời ơi. Sao vậy? Hả đọc. Dạ không, đọc. Không có. Hả đọc chồng tôi đúng không? Dạ không phải, không hả phải. Hả đọc đúng không? Trời đất ơi. Dạ. Thực ra thông thường thì mình sẽ hay thấy các bạn phục vụ nhắc về cái độ nóng của thức ăn hoặc là cái món dùng khi mà các bạn đem ra. À. Dạ giống như là cái cành trà trước. Còn nóng dạ. Anh chị cẩn thận đúng không ạ? Đúng rồi. Hoặc là em thấy người ta cũng hay nói à cái này nước nóng anh chị cẩn thận xa tầm tay của bé. Ừ. Thấy rất là dễ thương. Bây giờ anh chị nè, em đem cái này em bỏ ngăn đá. Đó khi nào nó đông lại rồi em đem ra ngoài em chiên lại đem ra chồng chị ăn. Nhưng mà đừng có nóng quá nha. Ừ. Nói chung là đừng nóng quá. Ừ trời. Gia đình gì kỳ người ta. Chị ơi, chị thông cảm giúp em đi, em làm vậy là bị chủ la chết luôn á chị. Ủa sao chủ la em? Lý do tại sao chủ la em? Đúng mà phục vụ cho khách em làm hài lòng khách thì tại sao chủ la em? Em mang cái dĩa khoai tây chiên ra nó nóng quá thì bây giờ khách yêu cầu em làm cho nó nguội lại. Ủa la chỗ nào em? Tại vì cái yêu cầu này nó hơi khó anh chị thông cảm giúp em đi sao? Anh chị thương em anh chị thông cảm giúp em. Khoai tây chiên ta ăn nóng vậy chứ ai ăn như mấy anh chị đó. Dạ đúng rồi anh chị. Chết đói chết khát vô ăn cho lẹ cháy miệng rồi nói rồi. Ôi trời ơi, đợi tí xíu đi gió nó không khô rồi ăn. Anh chị thông cảm giúp em nha anh chị. Anh chị dùng cao không nổi luôn á trời. Ủa nó kỳ. Thôi vợ chồng mình có tiền á, nói chuyện thôi mình đừng có tranh chấp với mấy đứa nhỏ làm gì ha. Ôi trời. Thôi bây giờ vậy mình vào không khí lãng mạn của hai vợ chồng mình. Mấy nghe nè. Dạ. Ê, ăn bánh gì? Ăn bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn mẹ ơi. Ừ. Ủa? Hai chị thông cảm, quán em không có bánh tráng trộn. Không có thì phải làm cho có em. Đúng rồi. Em chạy đi ra mua bịch bánh tráng trộn vô cho hai chị đi. Đi ra nè. Đi chạy. Có hai bà lận nha. Ba anh mua cái bà già già. Nhưng mà cái bà gánh nha. Em chạy ra ngoài mua giùm cho chị một phần. Đó, đúng rồi. Nè 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 nhớ nghe nè, nhớ dặn là trứng là đừng có lấy trứng cút mà lấy cái trứng giữa. Trời cắt nhuyễn ra trộn lên. Dạ, chị thông cảm giúp em tại quán có một mình em phục vụ à. Bây giờ em đi. Đi đi chị, có quán cho. Đi đi. Dạ không. Dạ không được. Ở đây có camera ông chủ quan sát á. Con mình em mà em bỏ đi là người ta chết luôn. Chị đứng lên chị che liền. Quán một cái menu, quán một người phục vụ. Nhưng mà nhiều khi cái quán nhỏ xíu 20 mét vuông thì cũng hợp lý đúng không? Đúng rồi. Mà cái vụ một cái menu thì cũng hơi lạ. Thì lỡ rách cái menu thì lấy đâu mà thế. Dạ. Trong trường hợp này á, là quán nhỏ vậy chỉ có một phục vụ đâu có quản lý đâu phải không anh? Thường thì quán nhỏ họ sẽ ít nhất cũng phải có cả phục vụ hoặc là một bạn nữa để pha chế. Thì nói chung là nếu mà không phải là cái quán take away chỉ cần một người thôi. Còn nếu mà quán mà phục vụ như thế này thì ít nhất phải là 2 hoặc 3 người. Gọi bên đây thì sao? Bên đây người ta ngồi đây người ta nóng rồi sao? Giờ nóng quá chị nóng luôn. Quá ở đây chịu không có nổi trời. Dạ biết đi chứ mà bây giờ mất khách hết luôn á. Để em tìm cách em hạ nhiệt độ xuống cho nó mát. Anh thông cảm vì mấy nay á máy lạnh nó bị hư mà thợ chưa tới sửa. Trời đất ơi. Trời ơi quán. Vô trong quán mà cái gì cũng thông cảm, gì cũng thông cảm. Một hồi tiền thiếu có chịu không? Dạ không. Có chịu không? Dạ. Đó thấy chưa? Dạ. Mà cái gì cũng phải thông cảm hết. Dạ anh thông cảm tí xíu nha, em chạy vô em lấy cái remote máy lạnh em chỉnh liền. Chỉnh liền đi em, chỉnh liền cho chị đi, nóng quá ướt đồ chị hết rồi. Cho chị đi trà sữa đi, uống đại đi về nóng không có. Thôi cho ly trà đào đi. Rồi. Dạ, trà đào với trà sữa. Dạ, cảm ơn chị. Phải rồi. Em khoan. Dạ. Nhưng mà cái chỗ này nó chói quá. Đúng rồi. Tắt đèn bớt bên khu chị đi, nhưng mà đèn máy lạnh thì được rồi nè. Đúng rồi. Đèn bên chị chút khó chịu. Cái đèn nó hắt vô trong mặt khó chị chịu cái cho. Tại quán em là đèn nó theo hệ thống á, tắt cái là tắt hết luôn rồi. Thì tắt hết đi. Trời. Tắt hết. Thật ra những nhu cầu này là nhu cầu cấp thiết. Nếu là em á, em cũng thường hay yêu cầu những cái thứ liên quan đến nhiệt độ. Hay là cái món nước mà em thích chẳng hạn như là ít đường hay là nhiều đá. Thì em nghĩ là thật ra không quá đáng đâu, chỉ hơi over chút xíu về cái thái độ thôi. Từ nãy thấy cái gia đình bên kia xỉ gia đình tôi lắm. Thôi đi vô lấy đồ ăn đi. Dạ. Khi khỉa anh thông cảm em lấy đồ mót em chỉnh liền cho anh. Em ơi lấy nước đi, khát nước, khát nước. Quán xá gì nóng chết luôn vậy đó. Nóng thiệt, nóng nổi luôn á. Chết, nóng cái gì mà nóng. Bên đây người ta mát vậy mà tự nhiên ngồi đó kêu than than. Mặc đồ cho kính vô kêu luôn đi than. Bên đó nóng không? Không, mát. Nát không? Hôm nay đồ bộ mà phải không? Mệt quá, đồ bộ chưa có khô kìa. Lần sau mà lỗ tụng đi đâu nha. Thôi mệt quá biết rồi. Anh ơi, em chỉnh xuống rồi đó, anh coi một lát coi nó mát chưa nha. Anh thông cảm giúp em. Dạ. Không biết, ai biết đâu. Nghe vậy thôi biết gì. Rồi. Ủa em ơi. Dạ. Ủa là kêu trước mà. Đúng rồi. Dạ.
Dạ chú ơi, không có à, bên đây kêu trước, nước trước à. Không nha, hồi nãy người ta vô trước, ta ngồi đây trước mà. Dạ dạ, người ta vô trước, người ta kêu hai ly nước. Anh chị thông cảm, nãy anh chị chỉ có kêu khoai tây chiên thôi, không có kêu. Đúng rồi. Bây giờ anh chị order, em chạy vô em làm. Không được, tôi phải uống trước gia đình bên kia chứ, tự nhiên tôi vô trước, tại sao thành người sao? Dạ tại vì nãy anh chị không có order. Không phải em, hồi nãy rõ là chị cầm cái menu, chị hỏi em dạ, ở đây là có nước gì. Đó em nói đây nước gì cũng có thì tự động em vô, em phải biết em đem nước ở cho hai vợ chồng chị chứ. Tại vì anh chị nói là không có gọi nước nào, em không biết kêu đem. Trời ơi, em ơi, ở đây mình là khách quen đúng không anh? Ủa, mình tới đây mình ăn uống có mấy lần rồi, dạ, mình phải hiểu ý nhau chứ. Anh chị thông cảm nha, tại vì em mới vô làm được có từ nửa tháng rồi. Anh rất bực bội vì thái độ phục vụ của em. Nếu như khách nào vô đây không kêu nước, em cho người ta không kêu nước hả? Gọi cái quán em mở ra phục vụ cho ai? Đúng không, người ta vô bắt buộc người ta phải kêu nước đúng chưa? Dạ đúng, nhưng tại sao nước anh không có? Anh chị bớt giận đi, bây giờ anh chị gọi nước, em chạy vô em làm liền cho anh chị. Dạ. Ừ thì bây giờ uống gì gọi đại đi, cho nhỏ vô nhỏ làm khó làm dễ người ta chi. Dạ anh chị kêu đi, em vô em làm liền cho anh chị. Hay là em chạy vô em thấy menu cho anh chị. Em muốn gì em? Em hả? Nhìn em lại biết rồi. Trà đá đi. Cà phê đen đi. Dạ cái gì? Cà phê đen. Gì? Dạ anh uống cái gì anh? Cà phê đen hả? Ừ. Mày kêu uống gì? Cà phê nâu đi. Dạ. Nét tủ nó cam. Ừ. Cuộc đời đen quá rồi, đen quá. Đen quá gặp rồi. Ở đây nè, đen quá, đen đuổi luôn. Em thấy có nhiều quán á, phục vụ nhàn lắm. Tức là chỉ cần cái bối cảnh đẹp, những cái góc vườn nó thoải mái thì là mọi người tự uống, tự chiêu, xong rồi mọi người tự dẹp. Còn phục vụ chỉ bán nước và hướng dẫn mọi người vào chỗ thôi à. Cũng không đến nỗi căng thẳng lắm ha. Dạ em mời anh chị dùng. Cà phê đen đi ư? Dạ. Em ơi. Dạ. Em uống đi, em uống thử đi. Em uống được rồi chị uống. Dạ không, cái này là cà phê đen thiệt đó chị. Cái này là cà phê đen hả? Vậy thì em uống đi. Em uống được rồi chị uống. Quá trời. Vô làm việc á, pha không kịp, nói pha không kịp, em pha ẩu pha tả ra em kêu khách uống sao đây? Dạ dạ không phải, cái này là em pha sẵn ở trong rồi, em vô em chỉ chuẩn bị đem ra thôi. À em nói cái này là cạc không được nha. Làm sao mà có cái chuyện mà em đem cái nước pha sẵn ra em đem phục vụ khách được. Em đem cái nước pha sẵn ra là lỡ như cái con gì trong đó hay là có những cái nước mà mình để mình pha sẵn. Đúng. Để mình dạ dạ không anh. Phải. Nó bị oxy hóa, uống vô rồi đau bụng. Đau bụng. Đúng không anh? Bệnh tật, đi bệnh viện rồi sao? Ừ. Cà phê mình pha trong phim nó không có con nào bay vô được đâu anh chị. Trời đất ơi trời. Mấy cái đó là cái lợn cợn đó, chị uống đỡ đi. Đúng rồi. Uống là cà phê thôi đúng không? Cái này là cà phê chính gốc, cà phê mới nên chị thông cảm. Em vẫn thường hay gặp trường hợp này ở quán quen của em luôn. Cái quán mà rất là nhiều hòa khí và yêu thương rồi. Nhưng rõ ràng em gọi trà sữa thì khi mà được pha ra, Linh ly trà sữa đó có bọt và khi em uống có vị cực kỳ chua. Vậy thì đó là họ đã bỏ nhầm nước đường và nước chanh. Nhưng mà nếu mà một cái vị khách mới sẽ tưởng tượng rằng ly đó là ly bị ôi thiêu. Trà sữa tại sao lại chua, có phải là bị ôi thiêu không? Nhưng mà khi mà bạn tài xế phân tích lại cho em là có lớp bọt ở trên và đây là chanh thì em mới dịu lại cân giận, nói à lần trước chị pha nhầm cho em nước chanh thay vì nước đường nên nó rất là chua. Thì chị ấy đã đền cho em cái ly khác sau đó. Nhưng mà em nghĩ rằng á, cái sự nóng giận của khách hàng dựa trên cái căn cứ này là hoàn toàn hợp lý. Đương nhiên. Và đó là lý do mà bạn sẽ phải có một cái gọi là một cái quy trình làm việc rất là chặt chẽ. Dạ. Và bạn phục vụ không thể gánh team được. Bạn phục vụ không thể gánh team nếu như ở đằng sau bạn là cả một cái hệ thống bị lỗi, đúng không? Dạ. Để bạn hiểu rằng là bạn đang rất có vấn đề hoặc hệ thống của bạn đang rất có vấn đề. Em hoàn toàn thông cảm với Thiện trong vấn đề này vì em chả biết phải làm gì khi mà một tình huống thì xử lý được, nhưng mà 10 tình huống trong vòng 5 phút như thế này là ép người ta rồi. Rất là khó khăn. Thành ra kinh nghiệm nghề nghiệp đó quan trọng. Dạ đúng rồi. Tại em. Dạ. Em không hỏi là đào có đào hay không đào. Dạ đúng rồi, tại em thiếu sót, em quên hỏi chị. Vậy là thiếu sót, tại coi hai đêm này free. Dạ. Free luôn bà, free luôn. Chứ sao mà không được. Đúng rồi, tại vì quán là đang rất chắc. Đâu phải cái quán này của mình khách bên kia đâu. Phải qua phục vụ khách bên đây chứ. Thôi anh ơi, em thấy dạ, thôi bây thông giờ. Cảm để em tí xíu. Bây giờ sao? Giờ hai ly này free đúng không? Dạ, không dạ. Free, đúng không được. Chị ơi, chị thông cảm giúp em nha. Tại vì em mới đi làm có nửa tháng à. Em không có biết rõ, thông cảm chị bỏ qua giúp em. Ủa em làm nửa tháng thì đâu liên quan gì tới chuyện hai ly nước này free hay trả tiền gì đâu. Thì có tâm trạng chị đang rất tốt, nửa năm nay chị đâu ra đường, vừa ra đường gặp em bán ly trà chị hết hồn luôn, chị không muốn đi ra đường nữa. Thôi thôi, mấy mốt mà đừng đuổi tôi đi đâu nha bà. Bà trả tiền chồng này đi. Chị. Dạ. Ủa. Dạ hai ly 50 à. 30.000 thôi. Nói rồi 30 là 30, 50 vậy đây đó. Chị ơi thông cảm giúp em đi. Tại vì cái này là giá của ông chủ đưa ra. Nếu mà em lấy 30 á là em phải bù 20 á chị. Thiệt luôn á. Từ đây về sau là không bao giờ ghé cái quán này nữa đâu. Cái quán gì đâu mà từ nhân viên cho tới khách vô duyên. Chị thông cảm giúp em à. Ê. Vô duyên. Bà mới vô duyên. Thôi đi về. Dạ dạ anh chị ơi. Dạ
phần khoai tây của anh chị với lại hai phần nước là 100 ngàn. Trời ơi, em can đảm dữ vậy em? Dạ, sao vậy anh? Trời đất ơi, em quay qua em đòi tiền tụi anh luôn hả? Dạ đúng rồi anh, tại vì anh chị đi về em tính tiền à. Trời ơi, em ơi, em có mặt mũi nào mà bây giờ em tính cái tiền nước này cho hai anh chị hả? Ok, bây giờ thôi, giờ như vậy, cái tiền này nè, cái này nè là coi như là mình kêu ok là mình cũng có ăn đúng không? Thì mình chấp nhận. Không chấp nhận, phỏng lưỡi anh mà sao chấp nhận được? Đó, bây giờ chồng chị nói là bây giờ phỏng lưỡi của anh mà không chịu trả, mà cái vấn đề này mới nặng nè. Sao? Cái nước kêu như vậy nè, anh coi này nó lợn cợn đi. Vậy làm sao mà người ta uống làm được? Làm sao mà uống rồi làm sao em tính tiền của cho chị được vậy hả em? Dạ cái này là cà phê á chị. Em cứ nói là cà phê, vấn đề chị biết trong này là nó có cà phê trong đó. Dạ. Nhưng mà cái cà phê nó bị lợn cợn. Coi làm sao mà uống được em? Bây giờ nếu như em chứng minh được cái này là cà phê đúng không? Em uống đi. Em uống đi, em nếu uống thử như đi. Em uống được, chị sẽ trả tiền cho em. Dạ, cái này là của khách, em không uống được hả? Ủa, sao không uống được? Ủa, ở trong đó khi em pha thì nhiều khi cũng phải nếm nếm chứ đúng không? Em nấu ăn thì đôi khi nhiều khi cũng phải nếm nếm chứ đúng không? Dạ. Em ăn được, em vừa miệng, em ngon thì em mới đem lên khách được đúng không? Đúng không anh? Vậy thì bây giờ em uống đi. Dạ, cái nguyên tắc là tụi em không có nếm, nhưng mà cái này là cà phê thiệt. Ủa, trời. Thằng bé nói chuyện sao từ nãy giờ nó không hiểu. Có nghĩa là bây giờ anh nói nghe nè, cái cà phê này tụi anh cảm thấy trong đây cái chất lượng nó không có đúng như thực tế. Đúng. Em thấy nó lợn cợn này, anh uống vô lợn trúng thực rồi sao? Đúng. Trời đất ơi. Sao trả lời đi, nếu anh trúng thực rồi sao? Dạ cái này nếu mà trúng thực là quán của em sẽ chịu trách nhiệm à. Trời đất ơi, anh trúng thực là... Ủa lỡ đi luôn rồi em chịu trách nhiệm cách nào? Nhưng mà cái này em đảm bảo với anh là chất lượng bên em làm là đảm bảo 100% rồi. Thì bây giờ em đảm bảo thì em uống đi. Em uống đi. Em uống đi rồi anh mới biết đảm bảo, anh mới trả tiền được. Còn bây giờ em bưng ra anh chưa uống một ly nào hết, anh thấy lợn cỡ làm sao anh dám uống? Đúng rồi. Dạ nhưng mà nguyên tắc là em không có được uống của khách. Trời ơi, cứ nguyên tắc sao như mà vậy cứ... hoài thì... Nếu như em không giải quyết được, chị không có để yên cái chuyện này đâu. Trời đất ơi. Dạ anh chị thông cảm giúp em. Trời ơi, thông cảm hoài vậy trời. Xin anh chị nghe em nói một lời thôi. Rồi em nói dạ, thì em nói đi. Tại vì bản thân em cũng mới đi làm được có nửa tháng à, em cũng không có kinh nghiệm gì nhiều hết á, nhà em cũng khó khăn nên em mới xin được việc vô đây, mà quán thì ông chủ cũng để mình em ở đây à, nên là em cũng không có biết xử lý. Như anh chị thấy đó, bảo vệ đồ là em cũng làm luôn, dắt xe cho mấy anh chị rồi em cũng làm, rồi trong bếp núc rồi phục vụ luôn, một mình em phải lo đầu này lo đầu kia, nên là đôi khi á là em làm nó có những cái điều sơ sót, mong anh chị bỏ qua giúp em. Không, anh chị thông cảm. Không. Cái vấn đề em đang nói là vấn đề em giải thích về cái hoàn cảnh gia đình của em thôi. Còn vấn đề đang muốn nghe là vấn đề tại sao cái ly cà phê lợn cợn vậy. Đúng. Mà bắt vợ chồng tụi anh uống. Rồi bây giờ tụi anh không trả tiền thì em nói là tại vì uống xong không trả tiền. Vậy sao trả tiền? Thôi mình móc tiền ra mình trả hay sao? Không. Cái này thì mình sẽ lưu lại, rồi sẽ kết ca trong ngày, rồi những cái sự việc này mình sẽ xử lý xong. Nên là trong quán đang làm việc không thể nào xử lý những cái việc này liền được. Đương nhiên những cái thông tin nó vẫn được nốt lại. Thôi bây giờ như vậy, em thấy cứ nói hoài với bé thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái đường ra đâu. Bây giờ em nhất quyết là em vẫn cho đây là cà phê, nhưng em vẫn không chịu chứng minh đây là cà phê đàng hoàng để mình chị có thể uống được. Bây giờ như vậy em giải quyết vậy anh coi được không? Đó, bây giờ bé nó không thể nào mà nó chứng minh được cái ly cà phê này là ly cà phê đàng hoàng để em uống đúng không? Được. Thì làm sao dám uống, chuyện nó uống nó cũng không chịu. Em không chịu uống, bạn uống sao được? Bây giờ chị không trả tiền đó. Bây giờ nếu như còn em muốn nữa, đi theo lên chị, mình cùng nhau đi lên phường. Lên phường giải quyết. À, muốn trả tiền gì lên đó rồi chị trả. Đó. Đâu nghe chị mà nguyên cà phê em lượn trời, mà người ta uống. Chị ơi, anh... Không, đừng ra anh chị. Anh chị ơi, không có anh chị gì hết. Anh chị với chớ em. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với Một Giờ Hoán Đổi. Vừa rồi chúng ta đã được gặp gỡ Phước Thiện và bạn ấy đã có một tình huống cũng không mấy dễ dàng. Và ngày hôm nay trong hành trình kết nối, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ rối cho Phước Thiện nha. Xin mời Phước Thiện xuất hiện ạ. Xin chào, đây là khách mời đặc biệt của chương trình. Chào Phước Thiện. Em xin chào chị Lưu Hà Trinh. Em xin chào chị Tô Nhia. Xin chào anh Thành Tâm. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đón xem chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Mình là Phước Thiện và công việc hiện tại của mình đang là một diễn viên lồng tiếng. Hàng chi giọng bạn rõ ràng, dễ nghe và ấm áp lắm. Giá như hồi nãy mà các vị khách có thể lắng lại để nghe cái giọng đầy thuyết phục này thì mọi chuyện đã không có bị rối ren như thế phải không? Dạ đúng rồi chị. Khi mà em có chia sẻ về cái câu chuyện của em mà khi em gặp ở ngoài đời thật, thì bản thân em khi mà nhìn cái bạn nhân viên phục vụ đó thì em cảm thấy là tại sao bạn đó phải chịu cái bất công như vậy? Tại sao bạn đó lại phải đứng chịu đựng như vậy?
Và khi mà được nhận cái lời mời tham gia chương trình Một Giờ Hoán Đổi thì em nghĩ là chắc chắn khi mà em vô cái vai phục vụ này thì em sẽ có những cái đề phòng, những cái phòng thủ, và chắc chắn những cái tình huống khi mà nó xảy ra thì em sẽ giải quyết được một cách rất là nhanh gọn. Em suy nghĩ rất là nhiều tình huống, giống như là khách sẽ yêu cầu là để ít đá thôi, mà em đem ra một cái ly nó hơi nhiều đá tí xíu, hoặc là những cái thức ăn nó nóng. Chứ chị ly chanh tuyết mà đừng chua. Đó. Ví dụ em cũng suy nghĩ rất là nhiều trường hợp như vậy, nhưng mà cuối cùng vô thì thật sự là em rối, và em thật sự là như các anh chị coi thì em đuối luôn ở trong cái tình huống nói cho nghe nè. Mặc dù đây là diễn viên lồng tiếng, nhưng mà tại sao hồi nãy các vị khách không thể lắng lòng để thấy được một cái sự dễ thương từ cái âm thanh này? Bởi vì cái lúc chúng ta cọc vào quạo đó, cái biểu cảm giọng nói của chúng ta nó không bài bản tròn vành rõ chữ như vậy đâu. Để dù lúc đó khách có bình tĩnh, khách vẫn cảm nhận đây là một giọng nói đầy bất an, vô cùng lắp bắp, hoảng sợ và lúng túng. Còn giọng này là giọng ở trong trạng thái an tĩnh thì em mới có được. Dạ, về vấn đề là phải chuẩn bị cái tâm rồi, chứ không phải là kỹ năng ở bên ngoài, sơ sơ, ngoại hình hay là giọng nói nữa, phải không chị? Đúng rồi. Thực ra thì nghề này chốt lại một điều thôi: khó hay dễ? Dạ, đối với bản thân em thì em thấy nghề này rất là khó. Tại vì khi mà em vô cái tình huống này rồi á, thì em thấy các bạn thật sự là cần không những là cái kiến thức phục vụ của các bạn về cái lĩnh vực của các bạn, mà các bạn cần phải có rất rất nhiều các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp nè, rồi kỹ năng phải nói là lắng nghe khách hàng của mình, và rất rất nhiều những cái kỹ năng khác để mới có thể hoàn thành cái công việc của mình rất là tốt. Mà thường á, thì em thấy là cái nghề mà liên quan đến giao tiếp phục vụ thì em thấy nó, người ta hay nói nó là làm dâu trăm họ. Tức là mỗi ngày thì mình sẽ được gặp một cái người khách khác nhau, mỗi ngày mình sẽ được gặp một cái tính cách khác nhau, và bắt buộc là mình phải có những cái ứng biến, những cái ứng xử nó phù hợp cho từng cái ngày khi mà làm việc của mình. Dạ, vậy bạn đã học hỏi được điều gì chưa, rút kinh nghiệm được gì rồi? Chắc chắn là em học hỏi được rất là nhiều các cái kinh nghiệm từ cái lúc mà em bước vào cái nhân vật hoán đổi của mình. Và chắc chắn là sau này khi mà em đi ăn đi uống thì khi mà em nhìn các bạn phục vụ thì em sẽ có cái thái độ cảm hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Em nhân ái hơn, em bao dung hơn. Nói chứ sau khi qua một cái hành trình hoán đổi như vậy á, cái câu chuyện nào trong cái hành trình vừa rồi mà em cảm thấy mệt nhất? Tại vì cái gì hồi nãy nó cũng mệt hết. Dạ đúng, ngay từ đầu vô là những cái tình huống các anh chị đã đẩy lên là nó rất là căng thẳng. Thì đối với bản thân em thì em thấy cái tình huống mà nó mệt nhất là cái tình huống mà khách không trả tiền và khách đi luôn. Vì sao với em đó là một cái tình huống có vấn đề nhất? Dạ, cái tình huống đó đối với em, một là khi mà em hóa thân vào cái nhân vật đó thì khi mà khách không trả tiền thì chắc chắn cái bạn nhân viên phục vụ này sẽ là người bù tiền vào trong đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà bù tiền như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình đối với cấp trên, tức là quản lý hoặc là ông chủ của mình. Thì tại sao mình làm như thế nào mà mình phải bồi thường cái số tiền đó và để cho khách không trả tiền, là nó ảnh hưởng đến cái uy tín của mình. Và thật sự là đây cũng là một câu hỏi mà em muốn gửi đến anh Tâm, là khi mà xảy ra cái tình huống như vậy thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Thường thì khi mà tình huống xảy ra thì đương nhiên mọi người đều muốn có một cái hướng giải quyết, nhưng mà người ta thường hay nói là tình và lý. Đấy, thì ví dụ như nếu như có quản lý trực tiếp ở đó thì họ sẽ quan sát được hết những cái sự việc đang xảy ra. Thì khi mà cái sự việc nó đang ở hướng cao trào lên á, thì bản thân họ sẽ phải là người xuất hiện để mà giải quyết cái tình huống đó, để giảm thiểu nó xuống. Trước khi quản lý xuất hiện á, chị muốn hỏi em là trong vai trò quản lý, nếu như mà trong cái ca của em mà em thấy có một bạn nhân viên ở trong cái tình thế của Thiện, thì mình có xử lý theo một cái kiểu là mình sẽ backup một nhân viên khác không? Có nghĩa là mình đẩy một bạn khác ra để giải vây cho Thiện, thì trong thực tế mình có làm cái bước này không? Vẫn có chị. Thường theo như bản thân em đi làm á, thì em sẽ đặt ra cái một cái chút gọi là quy luật của mình, là không giải quyết khách quá hai lần. Nghĩa là nếu như cái bạn đó ra order hoặc trao đổi với khách mà bị sai, thì lần thứ hai bạn đó xuất hiện ra để chỉnh cái phần sai của bạn đó thôi. Nếu mà trở vào mà khách mà họ có một vẫn cái yêu cầu không có thỏa đáng. Dạ đúng rồi, thì không cho bạn đó ra nữa. Cử một bạn khác để thay đổi, thì có thể bạn sau là một cái bạn chủ chốt để giải quyết cái vấn đề đó hẳn luôn. Là bạn đó có thể kỹ năng mềm, họ bạn đó tốt hơn, ví dụ về cách nói chuyện, về giọng điệu, hoặc là bạn đó có kinh nghiệm nhiều hơn,
thì bạn nó sẽ ra xử lý, thì làm cho cái vấn đề nó sẽ không đi quá xa. Hoặc là chính là người gây ra chuyện xử lý, chẳng hạn như là cái người đầu bếp hay là cái người pha chế, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường cái việc mà để đầu bếp hoặc các bạn nó ra nó cũng không có nhiều. Tại vì các bạn làm khu vực phía trong thì đôi khi về quần áo, về ấy nó cũng ra nó cũng không có lịch sự. Cho nên là mình sẽ chọn cái phương án nào nó tốt nhất. Giống như chị đang có vấn đề với một bạn, bạn đó lại tiếp tục nữa, thì đương nhiên tâm lý của chị sẽ vẫn giữ được cái tâm lý là chị không hài lòng. Cho nên là cử một bạn khác ra thì bạn đó cái về kỹ năng có thể phải tốt hơn. Làm cho cái sự việc nó nhỏ đi. Mà tính ra vai trò của tiến sĩ tâm lý cũng rất quan trọng. Khi mình có một nhân cách hiểu về đọc vị con người khi mà mình làm dịch vụ, chị tôi nghĩ là mình cũng là cái người đã training, đào tạo cho rất nhiều các bạn là tiếp viên hàng không nè, quản lý cấp cao nè. Thì đối với nhân viên phục vụ có cần phải trang bị quá nhiều kiến thức cơ bản về tâm lý con người như thế không? Chị phải nói với các bạn rằng là với những cái thương hiệu chuỗi á, cái thương hiệu lớn á, thì các bạn nhân viên phục vụ đều phải qua tay tụi chị. Dạ. Nghĩa là mình sẽ không tiện nêu tên ở đây, nhưng mà hầu như những cái thương hiệu mà họ muốn xây dựng cái uy tín của mình lâu dài thì tất cả các vị trí trong công ty của họ đều phải trải qua những cái khóa tập huấn và đào tạo để có thể am hiểu tâm lý của khách hàng. Và cái thứ hai là phải biết cách làm tiêu biến đi những cái sự mất bình tĩnh và bất an của mình khi mà mình đang ở trong quá trình phục vụ. Nó giống như Thiện hồi nãy. Hồi nãy chỉ đơn giản đó là Thiện bị tấn công bằng cách đưa ra yêu cầu thôi. Sẽ trong thực tế sẽ còn những cái tình huống mà ở đó bạn nhân viên phục vụ sẽ bị công kích cá nhân cơ. Nghĩa là bị miệt thị hoặc là làm sao đó để nó vượt ra khỏi cái câu chuyện cung ứng dịch vụ. Mà nó là cái mâu thuẫn giữa hai con người luôn, là giữa khách hàng và giữa nhân viên phục vụ luôn. Thế thì làm sao để mình có thể thực sự bình tĩnh, mình nguôi cơn giận, bởi vì giận quá thì mất khôn, là những cái câu chuyện rất là cần được quan tâm từ cái vị trí của người phục vụ. Cái thứ hai đó là nó không đơn thuần đến từ việc là mình phải nhận diện khách hàng đâu, mà giống như ngay trong cái chia sẻ của Tâm á, là nếu như Thiện là một cái bạn nhân viên biết teamwork thì rõ ràng lúc này là mình nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội rất tốt nè. Còn nếu như mà không thì mình sẽ phải tự mình xoay trở rất là khó khăn. Cái thứ ba đó là gì? Cái thứ ba đó các bạn phải được gọi là tập huấn ngay từ đầu. Các bạn phải được đào tạo ngay từ đầu để giải quyết một cái câu chuyện đó là nắm được quy trình của quán. Thực ra thì bản thân cái công việc phục vụ nó là một cái mắt xích rất là quan trọng, mà nó cũng giống như một cái chuyên ngành mà chúng ta gọi là logistics. Nó là một, thực ra việc mà các bạn mở một cái quán ở bất kỳ cái lĩnh vực kinh doanh nào, về bản chất vận hành thì nó là logistics. Em bưng một dĩa từ trong nhà bếp đi ra thì em đã phải thẩm định được cái sản phẩm đó đúng tiêu chuẩn em mới bưng ra khỏi nhà bếp. Bởi vì đôi khi các bạn nhà bếp cũng sẽ hoàn toàn tự bảo vệ bản thân mình, em đâu có biết cái con dán đó ở đâu ra. Em không có biết, hoặc là ủa cái lợn cợn này là hồi nãy là trong pha chế nó không có, vậy tại sao mà đi từ bếp ra tới bàn thì nó có cái lợn cợn. Thì bây giờ bạn đẩy cái bạn nhà bếp ra thì cũng chưa chắc được giải quyết vấn đề. Nếu như bạn phục vụ không có giải quyết đúng cái mắt xích của mình, cho nên là nếu như cái vận hành ở bên trong nó không ổn thì cái bạn phục vụ đó sẽ khó mà hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Cho nên cái khâu đào tạo đầu vào á, nó rất là gọi là gay gắt. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta tự dưng trở thành một cái người lao động chuyên nghiệp. Không biết mọi người có giống như em không, chứ sau này nếu mà em có con mà con em lớn tầm khoảng 12, 13 tuổi á, em nghĩ có ba cái điều mà em sẽ cho con em đi học. Thứ nhất là học kỳ quân đội để cho bạn kỷ luật hơn và bớt những cái nhu cầu mà bạn nghĩ rằng nó cần thiết mà không có cần thiết. Bạn sẽ phải tham gia những khóa tu thiền để cho cái tâm trí bạn tĩnh lặng và yêu thương và bao dung và kết nối thiên nhiên và chính mình nhiều hơn. Và đặc biệt bạn phải đi làm phục vụ. Đúng. Ít nhất là tự kiếm tiền 1-2 năm đầu đại học để biết được là ở ngoài kia một cái xã hội rất đa dạng con người. Và cái thái độ của con không có quan trọng bằng cái lợi ích chung mà con góp cho tất cả mọi người. Và cái quy trình làm việc cực kỳ cần thiết và cấp thiết luôn để tạo ra một cái sản phẩm chất lượng. Giống như chị Tô Nha nói, để có được một cái quán cà phê đánh giá 5 sao thì đó là cái sự hợp tác của rất là nhiều người, chứ không phải là một gương mặt xinh đẹp ra bảo là bạn uống gì không. Mà đó là một cái hoạt động teamwork. Mà đôi khi bạn không chỉ đứng ở vai phục vụ mà bạn còn phải biết pha chế. Rồi sau đó bạn vô bạn rửa chén tới 12 giờ đêm cùng với những người bạn của mình. Rồi sau đó phải kết sổ và lau dọn cửa hàng tới 1-2 giờ đêm. Rồi sau đó cả nhóm phải buồn quá phải đi họp team nói chuyện giải quyết công việc tới 4 giờ sáng. Và tất cả những điều đó tạo ra những kỷ niệm không chỉ là gắn kết giữa con người, những buồn vui, mà nó còn là một kỹ năng xã hội cực kỳ cấp thiết trước khi chúng ta trở thành một ông lớn, bà lớn và vận hành cái chuỗi mà mình khởi nghiệp. Đúng không ạ? Đúng. Thì Tâm đã học hỏi được bao nhiêu điều trong quá trình nhiều năm mà mình trải qua những cái quy trình đó?
Thì nói chung là rút kinh nghiệm cho bản thân thì mình cảm thấy là cái việc mình tốt hơn đó là việc giao tiếp với mọi người. Yeah. Và mình giữ được bình tĩnh hơn trong sự việc nó xảy ra. Thì nói chung là khi mà nói chuyện với mọi người mà có vấn đề gì nổ ra thì mình tự bản thân mình sẽ suy xét được vấn đề đó nằm ở điểm nào. Hoặc mình không biết thì mình sẽ có cách để mình nói chuyện và trao đổi để cái vấn đề nó sáng tỏ ra thì mình mới giải quyết được. Thì khi mà giải quyết được tận gốc của vấn đề thì lúc đó mới cảm thấy được thoải mái và sự việc nó sẽ hài lòng cả hai bên. Dạ. Thì chủ yếu là như thế thôi. Vâng, cảm ơn anh Tâm rất nhiều và cảm ơn Thiện. Để khép lại chương trình thì Trinh rất là cần nghe chia sẻ của tiến sĩ Tô Nha. Mình sẽ không nói là nên hay không nên làm phục vụ, đó là sự lựa chọn từ tính cách của mỗi người. Nhưng ý là nếu như em sẵn sàng bước vào con đường này sau khi em xem chương trình, em nói tôi cũng phải thử thách chính mình, thì em phải soạn sửa cho mình những cái trang bị tâm lý gì và kỹ năng. Thứ nhất là không được xin vô làm phục vụ ở cái quán giống như Thiện đã làm. Không, mình đang nói nghiêm túc. Bởi vì rõ ràng là chúng ta được quyền lựa chọn một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng ta đi làm không phải chỉ để lãnh lương. Dĩ nhiên lương là phải có lãnh, nhưng mà chúng ta đi làm là để được trải nghiệm trong những cái môi trường để chúng ta trưởng thành hơn. Mà trường học không có thể nào dạy cho bạn được, tại trường học có cái hạn chế của trường học. Vậy thì đầu tiên bạn phải chọn được cái nơi làm việc mà để chúng ta được học hỏi, để chúng ta tốt hơn. Nhưng mà thông thường thì bạn không chọn là vì sao? Bởi vì chính bạn quá yếu kém, nên chúng ta mây tầng nào gặp gió tầng đó. Nên nếu như các bạn muốn được học hỏi một cách chuyên nghiệp, các bạn đầu tiên phải là cái người tự tin và đủ bản lĩnh để tiếp cận với môi trường chuyên nghiệp. Đó là điều đầu tiên các bạn cần phải lưu ý. Cái thứ hai đó là gì? Đó là hãy chuẩn bị tinh thần cho những lần sai sót. Chuẩn bị không có nghĩa là mình được phép sai sót, không có nghĩa là mình bình thường hóa cái việc sai sót. Nhưng mà bạn phải hiểu rằng là bất kể cái nghề nào nó cũng sẽ có những tình huống khó. Và nếu như mà mình đối diện với tình huống khó thì mình sẽ có thể làm cái gì và phải tận lực để giải quyết nó. Bởi vì khi bạn tận lực cũng không có nghĩa là bạn giải quyết thành công rực rỡ. Nhưng bạn không bị áy náy, bạn không bị tự trách bản thân mình là mình đã trở thành một người vô tâm hoặc là không nỗ lực trong công việc. Và những cái lần thất bại đó nó sẽ trở thành những bài học thực sự giá trị. Và rõ ràng là chúng ta cũng hay nói với nhau là đi làm để đi học, đúng không? Thì bài học của bạn ở đó. Chúng ta gặp những cái lần khó khăn trong nghề nghiệp thì không phải là thấy sóng cả để ngã tay chèo, mà chúng ta sẽ phải hiểu rằng buồm của mình phải to hơn, thuyền của mình phải to hơn. Và đó là chất liệu để chứng minh một điều rằng là bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn, chứ không có nghĩa là khó quá thì thôi tôi buông tay. Thì đó là những cái tâm thế mà các bạn cần phải hình dung. Và cuối cùng đó là đối với cái công việc làm phục vụ thì bạn sẽ thấy rằng đây là một cái công việc, chọn hay không là tùy các bạn, đúng như Trinh nói. Nhưng cái chất liệu cuộc sống đến từ công việc này, có thể nếu như phải xếp hạng thì chị nghĩ nó đứng đầu. Bởi vì bạn sẽ gặp được rất nhiều tình huống không bao giờ lặp lại trong quá trình làm việc. Cũng là một món nước đấy, nhưng bạn phục vụ cho chị Liêu Hà Trinh, nó khác với cho anh Tâm, nó khác với cho bạn Thiện và nó khác cho chị Nhi A. Thế thì điều đó nó giúp cho chúng ta trở nên linh hoạt hơn và biết cách quan sát cuộc sống hơn. Thì đó là những cái gạch đầu dòng mà chị nghĩ rằng nó quan trọng đối với nghề này. Thưa quý vị, quả thật là công việc nào cũng vậy. Sự hợp tác, lắng nghe, thấu hiểu và một cái kết vui vẻ là điều mà ai cũng muốn. Không kể là những công việc đơn giản cơ bản, chúng ta nói là chuyện làm phục vụ, lễ tân, hay là những việc khó khăn hơn như quản lý cấp cao, thì đều cần có những yếu tố đó. Xin cảm ơn tiến sĩ Tô Nhi A, cảm ơn nhân vật Phước Thiện và đặc biệt là bạn Thiện Tâm đã cùng nhau chia sẻ trong vỏn vẹn vài mươi phút của chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đây vào mỗi tuần để giúp cho quý vị có nhiều góc nhìn hơn về những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Một Giờ Hoán Đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng Vali và lầu túi sách cao cấp Sacos. Đến đây xin phép khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thì sau khi tham gia thử thách hoán đổi thành mạng nhân viên phục vụ thì cảm giác của Thiện bây giờ rất là bất lực cũng như là hoang mang. Chia sẻ thật lòng là trước khi đến đây tham gia thử thách này thì mình cũng đã lên mạng, mình search rất là nhiều, mình tìm kiếm rất là nhiều những cái cụm từ là những thử thách, những cái trường hợp, những cái tình huống mà nhân viên phục vụ thường hay gặp. Mình đã đọc trước, mình đã lường trước, nhưng mà khi vào cái tình huống đó rồi thì thật sự là
mình bế tắc và mình không biết cách xử lý như thế nào. Và bản thân mình cảm thấy là đây là một cái nghề không phải dễ, đây là một cái nghề rất khó, một cái nghề đòi hỏi rất là nhiều những kỹ năng bên cạnh những cái kiến thức của mình. Và một cái lời chia sẻ của Phước Thiện thôi là sau này khi mà tất cả quý vị mình đến những cái quán cà phê hay là quán ăn, mình gặp các bạn nhân viên phục vụ, thì mình hãy có một cái thái độ chan hòa hơn, một cái thái độ vui vẻ và tích cực hơn để giúp cho tất cả các bạn có thể hoàn thành công việc của mình thật là tốt. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều.